Hello mọi người, thì hôm mình làm một cái video đánh giá chi tiết về mẫu Honor Buds X6 rồi. Thì con này mình đánh giá nó khá là ổn trong tầm giá, mà ngặt một cái nó là con này là mình mua dạng gọi là bên nước ngoài, có nghĩa là bên Shopee mà bên nước ngoài họ ship về. Đó, vậy thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn lấn cứng là giờ có con nào giống vậy mà bán chính hãng tại Việt Nam hay không. Thì xin thưa các bạn là có ha. Thì đây, chào mừng người anh em song sinh của nó và được bán chính hãng tại Việt Nam luôn. Đó chính là Huawei FreeBuds SE2 ha. Đây thì mình đã trải nghiệm được cái mẫu tai nghe này được khoảng một tuần rồi. Và cũng rất là tình cờ, không phải là mình có chủ ý mình mua cái tai nghe này đâu các bạn, mà là do là khi mà mình mua cái đồng hồ Huawei Watch Fit 3 này thì nó có một cái chương trình khuyến mãi tặng kèm cái con tai nghe SE2 này. Con này mới ra được khoảng 3-4 tháng thôi, cũng còn khá là mới ha. Thì video về cái con đồng hồ này thì hẹn các bạn trong video tiếp theo để mình test kỹ ha. Còn bây giờ thì mình sẽ nói riêng về cái con này, bởi vì con này thì nó khá là giống con kia và mình cũng nghe được khoảng một tuần rồi. Cái con này á, thực sự không cần phải tặng đâu. Các bạn có thể mua ngay tại các chuỗi cửa hàng chính hãng, chẳng hạn như là Sephonet chẳng hạn, thì con này rơi vào khoảng 500 mấy chục nghìn đó. Thì mình thấy cũng mức giá khá là ok ha. Thì khi các bạn mua về sẽ một cái hộp như vậy, mặt trước có cái hình của cái tai nghe, đằng sau thì có những cái thông số chính của cái tai nghe này, và bên trong thì sẽ có một cái dây sạc ha, dây sạc USB-C, sách hướng dẫn sử dụng này nọ, không có gì quá đáng kể cho nên mình cũng sẽ không khui ra. Và mình sẽ nói ngay về cái con tai nghe này. Thì về cái nhìn đầu tiên về cái con này á, thì phải nói là con này nó khá là giống với cái hộp của con AirPods ha. Chính vậy trong cái video lần trước mình nói với các bạn là nếu như các bạn mà có thể mua được cái màu khác á, thì các bạn nên mua. Còn nếu mà mua màu trắng mà nhìn từ xa nhìn nó giống AirPods quá là trời luôn á. Thì đây là mặt trước của cái tai nghe này, chúng ta sẽ có dòng chữ là Huawei, làm bằng nhựa bóng ha. Và có một cái chấm ở đây màu trắng để thể hiện thông báo. Ở mặt dưới thì chúng ta sẽ có một cái cổng USB-C. Mặt sau thì sẽ không có gì hết, chúng ta sẽ có cái phần gáy này ở đây thôi. Về tổng thể mà nói thì cái thiết kế này nó khá là đại trà rồi, không xấu không đẹp, nó rất là ok. Nhưng mà có một cái mình phải chê nha, đó chính là màu trắng thôi các bạn ơi. Màu trắng này vừa bóng mà nó lại để lại nhiều dấu mồ hôi vân tay, và chắc chắn luôn, mình chỉ cầm như vậy thôi, mình không có soi kỹ, chứ nếu mà mình soi kỹ các bạn sẽ thấy khá là nhiều vết xước lông mèo ha. Cái đặc tính này rồi, không thể nào mà khác được hết, ngay cả AirPods còn bị mà. Rồi, mở ra mặt bên trong. Đó, thì cái cảm nhận đầu tiên của mình lúc đó và ngay thời điểm hiện tại sau khoảng một tuần sử dụng á, thì cái bản lề của cái này nó khá là chắc. Đó, Huawei làm tai nghe thì hoàn thiện nó cũng ổn trong tầm giá các bạn. Đó, và cái thứ hai là mình test thử cái 500 cho các bạn coi thì nó rất là chắc luôn. Đó, nó gần như không thể nào rơi ra ngoài được. Nói chung á là hôm bữa mình khen cái con Honor này như thế nào thì con Huawei này nó tương tự như vậy luôn. Chỉ khác một cái đó là con Honor này thì cái hộp nó bầu hơn, còn cái con này thì nó phẳng hơn ha mọi người. Đó, còn lại thì không khác gì hết. Rồi, đến với cái tai nghe của chúng ta ở đây. Đấy, mình tạm để đây nha. Và đây là mẫu tai nghe Huawei FreeBuds SE2 ha. Thì ở cái nhìn đầu tiên các bạn sẽ thấy là nó khá là tương đồng với lại con AirPods cái kiểu này rồi. Và nó giống luôn cả cái con Honor FreeBuds X6 này luôn. Nhưng mà mình nói chung là đánh giá cái thiết kế này thì nó an toàn, nó ổn định, và đặc biệt là nó đeo khá là thoải mái tai cho người dùng. Các bạn sẽ thấy là nó sẽ không phải như là như dạng in-ear đâu, mà nó là dạng earbud, cho nên các bạn sẽ không có cái núm tai nghe ở đây, mà nó sẽ là nguyên một cái cục tròn tròn ở đây như vậy. Và nếu như cái khoang tai của các bạn mà phù hợp đó, thì các bạn sẽ đeo rất là thoải mái luôn, và đeo một khoảng thời gian dài không cảm thấy gì hết. Cái phần đuôi thân tai nghe đây các bạn sẽ thấy là nó làm không quá dài cũng không quá ngắn, nó vừa phải, và sẽ có một cái phần lõm ở đây. Cái này thì mình thấy đánh giá khá là hay, bởi vì khi mà có cái phần lõm như vậy thì các bạn sẽ xác định được cái vị trí mà các bạn nhấn chạm vào cái tai nghe này để ra lệnh cho cái tai nghe. Còn một số những cái mẫu tai nghe giá rẻ khác thì nó phẳng từ trên xuống dưới, cho nên là những lần đầu xài các bạn sẽ không biết là các bạn nên nhấn ở đây hay nhấn ở đây nó mới ăn. Thì ở đây nó làm lõm luôn cho các bạn dễ phân biệt ha. Rồi, và xung quanh thì các bạn sẽ thấy là sẽ có thêm những cái chỗ có mic để các bạn có thể dễ dàng hội thoại. Và bây giờ thì mình sẽ để luôn cả cái con Honor một tím hôm bữa mình đã review với bạn coi kế bên con này. Thì nếu như mà mình không nói ra tên của hai con này trước thì chắc chắn các bạn cũng sẽ không nhận ra được đâu, bởi vì hai con này nó khá là tương đồng với nhau về mặt thiết kế ha. Thì nói chung là Honor thì họ nói họ tách biệt rồi, nhưng mà vẫn là một công ty con của Huawei mà thôi. Con này thế nào thì con này sẽ y chang như vậy. Yếu tố tiếp theo đó là con tai nghe này có khả năng kháng nước IP54. Thì kháng nước IP54 không phải là một chuẩn kháng nước quá là cao để các bạn có thể quăng xuống hồ, đi biển hay này nọ, nhưng mà có thể giúp cho các bạn gọi là hạn chế cái việc hư hỏng khi mà rơi vô nước
và một cách tình cờ họa đi trên đường có mưa thì nó có thể kháng được tốt ha các bạn, chứ các bạn đừng có cầm đi bơi nha, không tốt đâu. Nói với cái yếu tố tiếp theo nữa đó là con này sẽ có một cái chuẩn là Bluetooth 5.3. Khác với cái con Honor hôm bữa mà mình review thì con hôm bữa thì nó có nói luôn ngay trên vỏ hộp là nó có cái con chip DSP để xử lý tín hiệu âm thanh cao cấp, còn con này thì không thấy nói. Nhưng mà trong quá trình mình sử dụng mình nghe thì chất âm của hai con này có thể nói là giống nhau lên tới 90% ha. Có thể là do mình không phải là một audiophile nghe quá là chuyên nghiệp như là bạn Vũ. Nếu như các bạn mà có thấy sự khác biệt thì có thể comment bên dưới cho mình biết nha. Nói chung về chất âm của con này thì mình có thể đánh giá là con này có một cái khả năng gọi là truyền tải nhạc theo hướng gọi là thiên sáng, thích hợp cho bạn nào thích nghe vocal, nghe pop, nghe giải trí nhẹ nhàng, nghe podcast hay là nghe bài giảng của thầy cô thì mình thấy khá là phù hợp. Vậy thì con tai nghe này có bass hay không thì câu trả lời là vẫn là có nha các bạn, nhưng mà chắc chắn rồi. Thứ nhất, nó không phải là cái dạng in-ear, nó bám sát vô tai, cho nên chắc thì một phần lượng âm thanh sẽ bị thoát ra ngoài trong quá trình mình nghe. Cái thứ hai đó là cái lượng bass của nó chỉ dừng lại ở mức gọi là vừa đủ thôi. Các bạn khi mà các bạn mà sử dụng app á thì các bạn sẽ có một cái tính năng gọi là tăng bass lên thì nghe cũng tạm ổn, nhưng mà đối với bạn nào mà thích nghe bass nhiều, nghe EDM nhiều thì chắc chắn là sẽ không hài lòng các bạn đâu, nó chỉ dừng lại ở mức đủ mà thôi. Rồi còn lại thì mình cảm thấy chiếc tai nghe này nó nghe khá là ổn trong tầm giá. Cái điểm thứ hai nữa là khi mà mình mở max âm lượng 100% luôn thì khi mình để cái tai nghe này xuống bàn nè thì mình thấy là cái lượng âm thanh bị thoát ra ngoài nó không quá là nhiều, thì từ đó có thể nói là các bạn có thể thoải mái nghe tối đa âm lượng nhưng mà không sợ những người xung quanh nghe thấy được hoặc là bị ảnh hưởng này đó. Thì cái này một điểm mình thấy đánh giá khá là cao trên cái mẫu tai nghe này. Khả năng chống ồn thì mình có nói luôn, như nó tương tự như cái mẫu Honor hôm bữa mình làm, do thiết kế của nó là dạng earbud và nó không có chống ồn chủ động ANC, cho nên nó là mức độ chống ồn chỉ là đủ cho các bạn xài ở điều kiện trong nhà. Các bạn mở tối đa âm lượng thì các bạn sẽ không nghe được những cái tiếng động xung quanh, tiếng bàn phím, tiếng máy in, máy phát này nọ thôi. Còn nếu như các bạn mà cầm cái này mà đi ra ngoài đường, chạy bộ hoặc là giờ cao điểm thì những cái âm thanh tạp âm bên ngoài vẫn có thể lọt vô nha. Yếu tố cuối cùng mà mình cần phải nói trên chiếc tai nghe này đó chính là cái thời lượng sử dụng pin. Thì trên hộp của chiếc tai nghe này thì các bạn sẽ thấy là nhà sản xuất họ ghi luôn là chiếc tai nghe này có thể nghe được 9 tiếng đồng hồ cho một lần sạc đầy, chưa bao gồm cái hộp sạc. Còn nếu có thêm hộp sạc lên tới 40 tiếng thì nói sao ta, từ đó đến giờ mình không bao giờ mình tin một con số lý thuyết mà hãng đưa ra về cái thời lượng pin cả, không chỉ là trên tai nghe mà còn trên điện thoại nữa. Nhưng mà hôm qua mình đã có một cái cơ hội, mình coi phim trên Netflix, rồi sau đó mình chuyển qua mình nghe nhạc, và sau đó mình còn họp với công ty của mình nữa. Thì tổng thời gian mình xài cái con tai nghe này có thể nói là từ 6 giờ sáng cho tới 11 giờ trưa, mình canh luôn là 5 tiếng đồng hồ liên tục không ngừng với mức âm lượng là 100%. Thì cả hai cái tai nghe này mình coi trên app á thì nó rơi vào khoảng còn 48 cho tới 49% gì đó. Thì suy ra là cái con số mà nhà sản xuất đưa ra là 9 tiếng đồng hồ liên tục thì là có khả thi nha các bạn. Bởi vì mình thấy nó trâu quá trời trâu luôn, nghe mà có thể nói là nghe liên tục 5 tiếng luôn mà chỉ tốn có một nửa thời lượng pin. Thì mình nghĩ là khi các bạn mua chiếc tai nghe này, các bạn có thể thoải mái nghe được trong khoảng 2 ngày liên tục cho tới khi các bạn phải sạc lại cái hộp này nha. Một con số khá là ấn tượng cho một cái mẫu tai nghe 500.000. Cái yếu tố cuối cùng mà mình muốn nói tới trên chiếc máy này mà mình không hề nói tới trên con Honor đó là cái gì? Đây, mình sẽ show cho các bạn coi luôn. Rồi, như các bạn cũng thấy á là khi mà mình search trên Google Play á, cái ứng dụng Huawei app á, thì các bạn sẽ thấy là nó không hề hiện ra luôn. Sẽ có là My Honor rồi AI Honor là những cái mà giúp cho các bạn có thể gọi là kết nối với cái tai nghe Honor và những cái điện thoại Honor, còn Huawei thì hoàn toàn không có. Lúc đó mình thấy, ủa sao kỳ vậy ta, sao con kia có app mà con này không có app. Thì hóa ra mình mới nhận ra một việc, đó là mình đã quên một cái, đó chính là Honor với Google đã phải nghỉ chơi nhau bởi vì lệnh cấm vận. Cho nên các bạn không thể nào download được cái ứng dụng điều khiển cái tai nghe này ở trên Google Play được. Thì đối với những cái thiết bị của Huawei thì
những cái phần mềm hỗ trợ các bạn bắt buộc phải tải trên App Gallery nha. Các bạn có thể lên trang web Google, các bạn gõ App Gallery Huawei thì nó sẽ ra. Và khi đó các bạn có thể tải thêm cái phần mềm gọi là AI Life này để có thể điều khiển được những cái thiết bị thông minh của Huawei, trong đó có con tai nghe này. Thì mình đã cài đặt sẵn rồi, mình sẽ mở lên cho các bạn coi. Và khi các bạn kết nối với cái mẫu tai nghe này, các bạn sẽ thấy là cái phần ứng dụng này nó khá là giống với con Honor hôm bữa mình làm. Chúng ta sẽ có một cái giao diện rất khá là dễ nhìn ha, có một cái hình tai nghe ở đây, lượng pin của tay trái phải hỗ hợp sạc. Cái phần EQ này có 4 chế độ mặc định, đó là mặc định nè, bass, tăng treble hoặc là tăng vocal lên. Thì cái này là tùy sở thích của các bạn, còn riêng mình thì mình thấy là mình sẽ để mặc định hoặc là tăng một chút bass là ổn rồi, mấy cái kia thì không cần phải chạm vào. Ngoài ra thì cái gesture là một cái điểm khá là hay trên cái chiếc tai nghe này. Tuy là nó giá rẻ nhưng mà các bạn có được tới 3 chế độ nhấn. Đầu tiên là nhấn nhấp 2 lần vào cái phần lõm hồi nãy mình nói đó, thì có thể là trả lời tin nhắn, cuộc gọi nè, hoặc là tạm dừng bài nhạc, hoặc là gọi trợ lý ảo thông minh cho các bạn. Và triple tap là nhấn 3 lần để có thể qua được một bài khác. Và cái cuối cùng đó là nhấn giữ. Đó, nhấn giữ lâu để có thể từ chối được cuộc gọi. Thì ở đây mình chỉ có chê một cái điểm, đó là Huawei cho cái việc nhấn giữ này chỉ có đúng một cái chức năng thôi, đó chính là từ chối cuộc gọi. Trong khi trong một cái những cái mẫu tai nghe trước đây của mình ha, mình hay nhấn giữ lâu để có thể qua bài, thì cái này nó không cho mình chọn, nó chỉ cho đúng một cái tính năng này là thôi. Khá là đáng tiếc. Hy vọng là trong những phần mềm bản cập nhật tiếp theo thì Huawei sẽ sửa lại cái này ha. Rồi, để tổng kết về cái mẫu tai nghe Huawei FreeBuds SE 2 này thì mình đánh giá đây là một chiếc tai nghe thuộc phân khúc bình dân, giá khoảng 500.000 đồng mà khá là đáng mua ở thời điểm hiện tại nha. Thiết kế nó đẹp hay không là tùy mắt các bạn, nhưng mà mình thấy một cái thiết kế nó thực dụng, nó an toàn, thiết kế kiểu earbud dễ đeo cho khá là nhiều những cái khoang tai, đặc biệt là đối với người Việt Nam thì mình nghĩ là các bạn sẽ đeo thoải mái mà thôi. Chất âm thì ổn, nghe được nhiều thể loại nhạc, nghe podcast, nghe đài học hay là nghe vocal, một chút bass thì vẫn rất là ok. Và đặc biệt luôn là có app. Cái thứ hai là thời lượng pin cực kỳ trâu, các bạn có thể tự tin sử dụng 2 ngày cho đến khi phải sạc lại cái hộp này nha. Rồi, nếu như các bạn nào mà có câu hỏi nào về mẫu Huawei FreeBuds SE 2 này thì hãy comment bên dưới cho mình biết nha, mình sẽ xem và trả lời cho các bạn. À, nếu như các bạn mà có hỏi mình đó là nên mua Huawei hay Honor thì mình nói luôn với các bạn này là tùy gu các bạn nha. Các bạn thích thấy chữ Huawei hơn hay các bạn thích chữ Honor hơn thì các bạn mua thôi. Với tầm giá khoảng vài trăm ngàn đồng như vậy, nó gần như giống nhau tới hơn 90% thì nó không phải là một cái sự khác biệt quá là lớn, cho nên là tùy các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu cảm thấy video này hay, hãy để lại một like, share và subscribe nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.